Sau thông tin về việc nợ lương, thưởng của các cầu thủ, ban lãnh đạo câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa ra thông báo xin lỗi cầu thủ về sự việc này, cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trong thời gian sớm nhất có thể. Theo một số nguồn tin, đội bóng này đang nợ tiền thưởng của các trận đấu có thành tích, gồm 7 trận thắng và 8 trận hòa, cùng với đó là 50% số tiền lót tay của các cầu thủ. Tổng cộng câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đang nợ các thành viên số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Trong ngày hôm qua, đội bóng về đích ở vị trí thứ tư của giải hạng nhất quốc gia đã thanh lý hợp đồng với 29 thành viên, gồm cầu thủ và ban huấn luyện. Bắt đầu từ giai đoạn 1 của mùa giải năm nay, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đã lâm vào cảnh khó khăn về tài chính, từng có nguy cơ bị giải tán ngay khi giải đấu vẫn chưa kết thúc. Bộ phim Gulliver Du Ký